mang trong mình sứ mệnh đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Những năm qua, truyền tải điện miền Tây 2 luôn phát huy vai trò của mình, đảm bảo lưới điện truyền tải được vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Nền tảng cốt lõi mang ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vì con người. Do vậy, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo vệ sinh lao động để cán bộ công nhân viên an tâm sản xuất là một trong những mục tiêu hàng đầu của truyền tải điện miền Tây 2. Truyền tải điện miền Tây 2 trực thuộc công ty truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải cấp điện áp 220 kV, 500 kV đi qua địa bàn 5 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh với khối lượng bao gồm 11 trạm biến áp, tổng công suất 5.433 mV, 10 đường dây 500 kV với chiều dài 654 km và 28 đường dây 220 kV. Với chiều dài 1.035 km. Với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, những năm qua, truyền tải điện miền Tây 2 luôn xem an toàn chính là tôn chỉ hoạt động và chuẩn mực đạo đức mà đội ngũ cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải thực hiện nghiêm ngặt bằng cách tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của EVN và EVN-NBT về công tác an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra, phòng ngừa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của con người. Truyền tải điện miền Tây 2 luôn ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động và người dân sinh sống gần hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp, luôn đề cao nguyên tắc an toàn vừa là điểm xuất phát, vừa là đích đến của mọi công việc. Theo đó, các hoạt động tại đơn vị luôn được đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ. Xây dựng ý thức tác phong, thói quen làm việc an toàn, xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của những thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề đã được quy định nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, đơn vị còn thường xuyên đầu tư cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ kiểm tra sửa chữa các thiết bị điện, đường dây truyền tải, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy. Các lãnh đạo còn trong đơn vị cũng đã có cái sự quan tâm chỉ đạo rất là sát sao về công tác an toàn đối với các cái đơn vị cấp dưới. Thì hiện tại thì ở đơn vị thì đã nghiêm túc chấp hành các quy định, các cái chỉ đạo của các lãnh đạo cấp trên về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bồi dưỡng, huấn luyện, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên nắm vững các cái quy định về an toàn để bảo vệ bản thân mình và đồng nghiệp cũng như là công tác vận hành cho nó được an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị luôn đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động luôn được học hỏi, được cung cấp đầy đủ thông tin về công tác an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, nhằm tạo thói quen cho cán bộ, công nhân viên luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, tự giác chấp hành trong thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, dành sự quan tâm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ về cơ sở trang thiết bị, việc làm, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao, để người lao động an tâm sản xuất, góp phần đưa năng suất lao động tăng cao, đơn vị ngày càng phát triển. Qua cái phương án thì cũng đã đưa ra được cái giải pháp để mà ngăn ngừa, cũng như là lập ra được cái kế hoạch để mà tiến hành xử lý các thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo ngăn ngừa sự cố. Ngoài ra thì trạm cũng đã phối hợp với các
cơ sở, các ban ngành địa phương cũng như điện lực địa phương để mà thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, như là phương án đảm bảo cung cấp các phụ tải quan trọng, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, rồi phương án đảm bảo vận hành hệ thống viễn thông công nghệ thông tin trong mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn cho người dân và việc cung cấp điện ổn định, các đơn vị trực thuộc truyền tải điện miền Tây 2 đã thường xuyên phối hợp với địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện nhằm phát hiện cây trồng mới, nhà cửa dọc theo hành lang tuyến đường dây có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, vận động người dân hợp tác với địa phương và đồng thuận cho đơn vị quản lý vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định. Chỉ tính riêng trong năm 2023 vừa qua, đơn vị đã tổ chức thay mới, cải tạo, sửa chữa 24 biển cảnh báo an toàn điện và pano tuyên truyền trên các tuyến hành lang đường dây, vận động cho trên 140 hộ ký cam kết không vi phạm hành lang lưới điện, đồng thời hoàn tất xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Như các anh thường xuyên đến cắt tỉa những cái nhánh cây mà làm vướng những cọng dây, như em ở gần đây mấy anh đến tuyên truyền vận vận động để mà đảm bảo an toàn lưới điện. Dạ, ở đây mình cũng tuân thủ an toàn. Đội Vĩnh Long thì được phụ trách quản lý vận hành lưới điện 220-500 trên toàn bộ địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một phần của tỉnh Đồng Tháp. Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo vận hành cái dây an toàn về hành lang, đảm bảo cung cấp điện. Trong quá trình vận hành thì triển khai đến các cán bộ nhân viên phải cập nhật thống kê, rà soát các dịch bay, các đối tượng có khả năng nguy cơ dẫn đến sự cố do có nguyên nhân là do hành lang, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến bà con dọc hành lang cắt tỉa đường dây 220-500 để cho bà con mình có cái hiểu biết về cái an toàn điện, tránh gây ra những cái hành động cái nguy cơ để mà gây mất an toàn cho lưới điện, để đảm bảo vận hành lưới điện được an toàn trong quá trình quản lý vận hành để bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống. Để đưa công tác an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người và trở thành văn hóa ứng xử trong đơn vị, truyền tải điện miền Tây 2 luôn xem văn hóa an toàn lao động là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa doanh nghiệp, luôn song hành cùng sự phát triển của đơn vị, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, truyền tải điện miền Tây 2 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn, như tỷ lệ sự cố trên lưới điện được giảm thiểu, không có trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra. Cùng với đó là ý thức an toàn của cán bộ, công nhân viên được nâng cao, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Truyền tải điện miền Tây 2 luôn lấy an toàn làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, truyền tải điện miền Tây 2 đã và đang góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống truyền tải điện, góp phần cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các tỉnh mà đơn vị phụ trách nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.